Sau nhiều năm ấp ủ ý tưởng làm du lịch nhằm quảng bá đất và người, lịch sử của làng, tháng 12 năm 2023, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu đã khai trương tour du lịch với tên gọi Làng Cá Gỗ Sau Ánh Hào Quang. Đây là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mới lạ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân và du khách trong nước. Vâng, tuy nhiên, việc đưa ra hình ảnh con cá gỗ vào trong tour du lịch này để làm biểu tượng cho tinh thần hiếu học, ý chí khổ luyện, vượt khó vươn lên thành tài của người Quỳnh Đôi lại đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Quỳnh Đôi, một làng nhỏ của huyện Quỳnh Lưu, mang trong mình bề dày truyền thống hiếu học, khoa bảng, với những tên tuổi đã vang danh sử sách. Đây là ý tưởng để Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam tổ chức tour du lịch Làng Cá Gỗ Sau Ánh Hào Quang với mục đích phát huy những giá trị vốn có của làng để xây dựng sản phẩm du lịch. Bản của làng đưa ra các cái thông tin là do các cái hội nhà văn và làng họ làm cái chuyện đấy. Chứ còn bọn mình căn cứ vào những cái đấy để bọn mình tổ chức thôi. Chứ bọn mình không phải người sáng tác ra cái kịch bản này và cũng không, những thông tin đó đều do làng cung cấp. Mà ngay bây giờ cái lượng khách đông ở mầm, thế nó thể hiện cái sự hay của nó rồi. Tham gia tour du lịch này, đơn vị tổ chức đã xây dựng các điểm tham quan như cổng làng với hình ảnh cá chép vượt Vũ Môn, thể hiện tinh thần của người làng Quỳnh chịu thương, chịu khó thành tài. Tham quan nhà thờ Quỳnh Quận Công, Hồ Phi Tích, Tể tướng Hồ Sĩ Dương, bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương, trải nghiệm gánh nước nồi đình, xem hoạt cảnh ông Đồ Nghệ và con cá gỗ. Theo lý giải của đơn vị tổ chức, thì việc đưa con cá gỗ trong câu chuyện dân gian trở thành sản phẩm du lịch thể hiện tính độc đáo, kích thích sự tò mò cho du khách khi muốn tìm hiểu về mảnh đất khoa bảng Quỳnh Đôi. Quỳnh Đôi đặt cái tên tour là Làng Cá Gỗ Sau Ánh Hào Quang vì Quỳnh Đôi, các ông đồ sứ nghệ trước đây đi dạy học rất là nhiều và những người thầy đồ đó đã khổ luyện thành tài với ý chí vươn lên để học tập, để làm giàu, học tập về kiến thức và để làm các cái việc khác phục vụ đất nước. Và sau ánh hào quang là cái khổ luyện thành tài đó, thì sau này các ông, con cháu của các ông lấy làm gương để học tập và các người đã đỗ đạt và thành danh. Như thế là cái tour đầu tiên là cái tour gọi là Làng Cá Gỗ Sau Ánh Hào Quang là như vậy. Tuy nhiên, sau khi tour du lịch Làng Cá Gỗ Sau Ánh Hào Quang ra đời, đã có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là có nhiều ý kiến phản ứng dữ dội. Bởi xuất phát từ cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của con cá gỗ trong chuyện dân gian, có người cho rằng con cá gỗ có ý mỉa mai về tính tằn tiện của những thầy đồ xứ Nghệ xưa. Thạc sĩ Trần Mạnh Cường là một người dành khá nhiều thời gian nghiên cứu về vấn đề này. Trên cơ sở tìm tòi các tư liệu liên quan đến con cá gỗ, thạc sĩ Trần Mạnh Cường cho rằng tour du lịch lấy hình ảnh con cá gỗ để làm biểu trưng, quảng bá cho tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó thành tài của người dân Quỳnh Đôi là thiếu cơ sở và không phù hợp. Khẳng định rằng cái con cá gỗ nó chỉ là được xuất hiện trong cái kho tàng là truyền tiểu lắm. Đấy chỉ là truyền cười dân gian, chứ nó không được ghi nhận bởi những trí thức, đặc biệt là những cái tầng lớp tinh hoa trí thức của người nghề chúng ta từ xưa. Đó thể hiện ở chỗ đó là chưa có, thực sự là không có bất cứ một tư liệu thành văn nào ghi chép về con cá gỗ để nói rằng đó là một cái biểu trưng cho cái tinh thần hiệu học của người xứ Nghệ ta cả. Nó chỉ là một cái mà người xứ khác có thể là họ đặt ra để họ là chấm biếm người xứ Nghệ chúng ta mà thôi. Xứ Nghệ từ lâu nổi tiếng là vùng đất hiếu học, ham học. Việc con cá gỗ có được xem là biểu trưng cho tinh thần hiếu học hay không, chắc chắn sẽ còn nhiều ý kiến luận bàn. Việc xây dựng tour du lịch cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân Quỳnh Đôi và đang từng bước làm thay đổi bộ mặt của mảnh đất này. Cái tour du lịch đấy thì làng xã thấy là đổi mới, phóng khoáng, sạch sẽ hơn, đường xã nữa là tốt hơn, và bà con là công việc là vui vẻ hơn, phấn khởi hơn, ai cũng thừa nhận cái chuyện du lịch làng Quỳnh là tốt, khách người ta về rất ca ngợi cái chuyện đó. Trước những dư luận trái chiều, huyện Quỳnh Lưu sẽ nghiên cứu, rà soát, tiếp thu các ý kiến để có sự điều chỉnh.
khai thác tour du lịch một cách hợp lý. Thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo làm sao để những cái gì mà chưa hợp lý thì sẽ điều chỉnh lại cho nó hợp lý, cho nó đúng theo quy định. Còn những cái gì mà đã phát huy hiệu quả, đang triển khai tốt thì sẽ nhân rộng và tiếp tục thực hiện trong một thời gian tới. Chúng tôi khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động du lịch để thu hút khách du lịch, nhưng mà phải đúng quy định và trong phạm vi cho phép. Phát triển du lịch nông thôn là hướng đi đúng của Đảng bộ chính quyền xã Quỳnh Đôi nhằm phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của làng, tạo sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để phát triển du lịch được bền vững thì yếu tố thận trọng phải được đặt lên hàng đầu.